Bình Chánh á, dạ quận Bình Chánh, dạ Chánh. Dạ, thấy khổ quá, không biết giúp được gì, phải không giúp được gì hết. Dạ, mình đã nói cái đây năm 2018 ngồi trong này lúc mà lúc chưa có Covid, mình nói là tận thế rồi mà hơi quên vụ xưa đó đi. Rồi người ta không có coi những cái clip cũ 5 năm mấy rồi, 6 năm rồi, gần đây thôi, trước khi Việt Nam mà kinh tế hay Bến Thành vắng như là bà Đanh bây giờ á, là mình có nói tiền Việt, tiền của Bác Hồ thành tiền giấy. Nếu có ai nghe thì coi lại chừng năm trước có mấy clip, nó có thời gian, có cái ngày trên này nè. Rồi gần đây mình nói nước Việt mỗi ngày nó giống như bốn cái núi vậy đó, ép lại đi vào cái ngõ cụt. Đến khi nào mà mấy đại ca đầu hàng ông trời thì lúc đó dân bắt đầu mới bớt khổ vậy. Nên mà để trả lời câu anh nói, còn ngoài ra mấy đại ca mà cứ nghĩ là dùng trí phàm mà chống chọi với Phật với trời á, thì dân mình sẽ khổ. Tại mà ông là cha mẹ của dân. Ở nhà mình, ví dụ anh có con, thà anh nhịn đói, anh không có để con anh đói. Hiện giờ mấy ông đó là vậy á, thà mấy ông nhịn đói chứ không có để cho 100 triệu dân đói. Ủa, hay là đi ngược lại ta, hay là ông chuyển tiền qua Mỹ mấy chục tỷ mình cũng không biết á. Ở vào cái thời đại này, cái người mà vô minh nhất, vô minh là mình dịch ra dễ hiểu nha, tại có nhiều người ở đây không có hiểu gì danh từ của Phật, gọi là siêu ngu. Ngu thường là mình không nói, ngu thường là thằng đi giết người cướp của nó bị tử hình đó là ngu thường, là chỉ mất cái xác phàm thôi, rồi nó đền tội thì nó cũng trở thành lại súc vật, phải không? Còn người siêu ngu á, hôm nay mới không có hiểu được tiếng Việt nói là tiếng gì á, gọi là siêu ngu, là tại vì mất luôn cái thần hồn, không còn cái cơ hội để mà trở lại cái thời cực thịnh, gọi là thời Thượng Quan Thánh Đức, thời của Đức Thầy sẽ xuất hiện. Rõ ràng là ông trời và những vị Phật Thánh Tiên đang operate, đang đánh cái ván cờ này. Còn chúng ta nhân loại chỉ là mấy con kiến, mấy cục đá, mấy con cờ, mấy con chốt thôi. Mà mình lên đây á, mình được lệnh ở trên để mà nói chuyện sự thật. Mà hôm nay có những người á, có nghĩa là không thấy không tin, mà đến thấy rồi thấy như khúc củi mùa Covid, thì lúc đó muốn tin cũng muộn rồi, tại vì cái thân hồn không có cơ hội để mà được thăng tiến. Họ sẽ đi vô sở thú ở hàng tỷ năm, và họ xuống địa ngục hàng tỷ năm. Còn hôm nay người nào mà còn có đủ phước đủ duyên á, không thấy mà tin á, thì người đó còn có cơ hội rất là cao á, nghĩa là không thấy mà tin. Người nào tin kiệt, người đó sẽ được về thiên đàng. Còn người nào không tin thì chỉ có địa ngục đang mở cổng chờ thôi. Đại hội chấp tướng, chấp theo cái hình tướng á, họ chỉ mong làm sao Chúa nói Chúa trở lại, Phật Di Lạc nói ngày trở lại để cứu chúng ta, mà cứ nằm trên giường chờ, cứ mong chờ Phật với Chúa bay lần lửng trên trời á, các con lên thiền Bát Nhã, cái chiếc thiền quá ra ngoài không gian khổng lồ, đúng không? Tức là họ đang mong vậy á. Rồi cái họ là những thằng ác, như cái lúc đó có cả Putin nữa, cả Tập Cận Bình nữa, có Biden nữa, lúc đó mấy thằng này chắc không còn ham chiến tranh nữa, nhảy lên thiền Bát Nhã hết. Vì bỏ cái trái đất này lại, ai đâu quản lý, ai đâu sân si nữa. Cho nên họ đang mong vậy. Mà nếu mà không có chuyện nó xảy ra thì họ sẽ không bao giờ tin. Có nghĩa là những người xấu họ phải có cái vé đi VIP trước, đúng không? Còn mấy người nghèo là họ đã xuống thôi, tụi mày không phải là lãnh đạo, tụi mày phải xếp hàng sao mà được lên tiền. Nó là làm chết luôn. Nhưng mà ngoài đó cũng có những người hữu duyên á, là hôm nay thì có gần mấy chục triệu đệ tử trên thế giới. Hồi xưa nó chỉ có miền Nam, sau này từ từ lan ra tới miền Trung, Huế, giờ tới Hà Nội thì có rất là nhiều đệ tử đang làm chức vụ ở ngoài Hà Nội luôn. Đó là bên nước Việt. Còn ở Mỹ này quý vị thấy rồi đó,
5-7 nghìn người. Khi cái đạo ra đời, đó là cái thiền bát nhã, và đồng thời thanh lọc cái tâm của con người. Cái người nào không thấy mà tin, mà huống chi bây giờ Thượng Đế và Phật cho kỳ xuất hiện để mà nói lên tiếng người, tiếng của loài người, mà nhất là tiếng của giống dân Việt Nam nữa, nhảy mà cũng không tin thì cái đó khỏi gọi là siêu ngu không? Người bởi vì Đức Thầy hồi xưa Ngài đã nói chúng hay chắc, người khôn á thì người cái gì á ngẩng đầu cười chơi phải không? Người người thì nghe thì rầu lo đó, đó y chang kìa. Trong sấm cơ Đức Thầy có nói câu đó. Mỗi một cái giai đoạn 3 tháng, 6 tháng, việc này đều có nói trước để cho mọi người có sự chuẩn bị tốt hơn thôi. Cái gì không có dạy nghiệp được cho mọi người thì chỉ cách, và có cuốn kinh của mấy chư Phật đã lập ra đó, kinh Thiên Tâm á, gắn đọc với kiệt chỉ cho mọi người cách ngồi thiền, và đồng thời á, kiệt được bề trên cho biết là ngày nào, khoảng thời gian nào nó có chuyện gì, chứ nó không phải là ngày giờ nha, không ai biết ngày giờ hết, khoảng thời gian đó chuyện gì thì kiệt nói chúng là 95%. Cả chuyện bầu cử của Mỹ, cả chuyện Nga tấn công Ukraine, cả nước Việt sắp đói, cái này là mới có beginning của cái đói thôi, mới có nhìn thấy cái sự đói thôi, còn bắt đầu đói thiệt chưa tới. Anh sẽ thấy cái đói thiệt nó mới thê thảm. Và đồng thời sẽ có một nước Việt mới, mấy cái này nó sẽ xảy ra một thời gian rất là ngắn, thì lúc đó tất cả người hải ngoại đều phải trở về để mà gây dựng lại một cái nước Việt mới, không còn những cái ác, tức là chỉ còn những người thiện không à, những người tài trí, họ cũng đang chờ. Mà giờ thời buổi khó khăn quá, không có việc làm, không có thu nhập, quán xá thì đều hiu, cho nên giờ kêu họ mà ngồi đọc kinh như kiểu đây chắc cũng hơi khó. Bao tử thì nó kêu rột rột làm sao gõ mỏ nổi, sức không có cầm nổi cái mỏ mà, cho nên nó cũng hơi khó đó, thì mình cũng thông cảm phần đó. Ở đây ca. Dạ, anh Kiều. Nếu Việt Nam thì sẽ đói không? Giờ à, tình hình ở Mỹ mình ở đây thì sao anh Kiều? Cái chữ không? Sẽ đói để tôi giải thích, để mà mốt lên mạng nó quay bỏ nó. Dạ. Đói, nhưng mà nên có một người có thể thay đổi được cục diện sự việc. Ví dụ thay vì vài triệu người đói, đúng không? Nhưng mà có một người có đại phước khóc xin cha đừng có reset cái trái đất này, tức là xóa sổ trái đất này được, thì người đó cũng có thể xin giảm thay vài triệu giờ vài nghìn người thôi cũng có. Nhưng mà trong 80 triệu người đang ở bển á, là cũng từ trung bình mà xuống nghèo rồi. Cái vấn đề nó không phải là thu nhập người coi làm cho con người đau khổ, mà cái vấn đề là sống không ra sống mà chết không ra chết. Anh có nghe câu đó không? Ở Việt Nam bây giờ là sống không sống mà chết không chết, cái đó mới đau khổ về tinh thần đó, anh có biết không? Hiện giờ đó, còn ở Mỹ này mình cũng vậy nè, có những người bây giờ tự nhiên nhà bây giờ đang vừa đang mua cái tiền lợi lên 700, quán hồn làm sao mà đủ tiền trả tiền lời cho Biden, cũng sống không sống mà chết không ra chết. Mà không phải riêng là chúng ta ở đây nha, chỉ có Mỹ này vẫn còn là thiên đàng, bởi vì có thánh địa đã vừa mới mọc lên đây đã giảm nghiệp cho nước Mỹ nhiều lắm.
Chỉ có một cái là khi một người hùng đứng lên để dẹp loạn những điên ở ngoài kia thì lúc đó thế giới mới trở lại trật tự được. Còn nếu một người hùng mà cứ bị ăn hiếp hoài á, hết chuyện này nó lôi ra tới chuyện kia lôi ra hoài để mà cho đừng có được thắng cử thì mình cũng còn mệt lắm. Tại vì những người thiên tướng, những người giỏi ở trên trời xuống, họ đều có sứ mệnh, cũng như con tầm là phải nhả to thôi à, không cần biết kiểu nào ăn hiếp kiểu nào. Ông Trump vẫn cầm cờ Mỹ xông pha ra à, ổng sẽ không bao giờ, ổng có chết trên là chết trên lưng ngựa chứ ổng không có chịu chết một kiểu bình thường, nhưng mà ổng sẽ không có chết. Vì chúng ta sống trong lưỡng cực yin and yang nhị nguyên, bữa nay nắng nóng thì chúng ta than nóng, nhưng mà có nhiều bữa mưa quá, nước quá, bữa lỡ đất ở đây mưa quá thì lại than mưa. Kiểu nào con người chúng ta cũng đủ kiểu than hết. Thì song song lưỡng cực nó có thiện và có ác, lúc nào cũng có người, cả những người anh chị em ruột của mình cũng có người thiện và người ác. Ma quỷ nó đầu thai làm anh em ruột của mình, chứ không phải là lúc mình nói là anh em ruột là chư thiên xuống hết đâu. Những người ác của thế gian này bây giờ mình thấy, nhìn thấy đó, trên 70% người thiện chỉ có rất là số lượng nhỏ, đầy dãy người ác hết. Rồi cái những người thiện á thì bị cái số lượng người ác nó quá đông, nó lôi kéo giết, cuối cùng là còn không tới 1/10 nữa, rớt hết tiền tài danh vọng lôi kéo, 10 chết 7, còn 3 chết 2, còn 1 nó ra hết mình, cuối cùng chỉ còn có 1. Mình phải cần có cái người ác thì mình mới làm người thiện được. Bây giờ một đống đá có vàng, có thao, có chì, có lẫn lộn, mà anh không có lửa để anh nấu ra, để thanh lọc ra vàng thì làm sao mà được. Lửa là người ác, cho nên mình cần có họ ở trong nhà của anh. Mà không có những cái người mà quậy á, anh không có thể là nhân tài được. Cha mẹ anh mà giàu mà để tài sản cho anh là thành xong, anh bạc phước á. Cho nên những cái người mà nhân tài đa số là họ tự dương lên đôi bàn tay trắng. Và chúng ta song song sống với những người ác, một người con gái mà không có một thằng chồng cực kỳ hung ác thì người phụ nữ đó không có bản lĩnh. Đến khi mà trả hết cái nghiệp thì người phụ nữ là người thành công á, single của mình mà có bản lĩnh thành công. Còn người phụ nữ mà gặp thằng chồng hiền từ tối ngày cái thì cả hai cứ vui chơi không có biết tu. Cho nên tại sao thời nay á, mấy chư Phật nói phụ nữ thành Phật kiếp này cùng một đời này với kiếp để mà lập hội long qua, đa số là phụ nữ là gì? Bị mấy thằng chồng nó thu vít bo, nó đánh bài Las Vegas, có đám đại tử gì đó, có là tiệm neo vũ nhiều, gom đặt tiền vô sòng bài đặt hết, rồi ăn nhậu, rồi quán nhậu ô đủ hết. Ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Thì những người phụ nữ này sau này sợ á, cái gặp cuốn kinh của mẹ đọc nó là xong, về trời. Thì mình phải cảm ơn mấy thằng chồng này á, đừng buồn. Mình con hiền quá, bởi chàng chắc khó thành Phật. Ở đây Kỳ có rất là nhiều đệ tử thì đứa nào cũng tu tinh tấn, đi làm về cực khổ kiểu nào ô tham rồi, đứa nào ô tham thì về đọc kinh trễ, đứa nào mà không ô tham hay là ngày nghỉ work share đó, tại giờ ở đây cũng không có nhiều việc làm thì nó rảnh nó cũng lên lo tưới nước rồi dọn dẹp. Này cũng giống như một cái mái nhà chung của người Việt nên thấy lúc nào cũng đẹp không, chứ không mình hai bàn tay này đâu có làm nổi. Ở đây mình có cảnh này thần tiên, quý vị đang ngồi đây với Kiệt, nhưng mà không phải là chỉ có bao nhiêu người đây, vài 30 người ở đây, mà là mấy chư thiên đứng đầy hết. Tượng nào cũng có điển trên đó, khi mình thờ Phật thờ Thượng Đế thì có mấy vị hộ pháp, tổ đứng sờ đó, Kiệt thường nói chuyện với tổ.
rồi Hòa Thượng Bê Công, mấy Đức Phật, những cái nào mà tượng ở đây là hỡi có tượng là Kiệt đã tiếp xúc hết tất cả các vị rồi, Kiệt mới làm tượng. Những vị này là dạy dỗ thì thường xuyên thì Kiệt mới đặt tượng. Còn những vị nào mà không có tượng ở đây, nghĩa là Kiệt biết là ở trong kinh sử có, những chùa khác có, nhưng mà Kiệt chưa có tiếp xúc. Còn ngoài kia là những gì đó tiếp xúc hết. Nhất Nguyệt trong những ngày kế tiếp, anh sẽ thấy thê thảm, thảm thê. Thảm thê đến độ mà sao ta, bây giờ chẳng lẽ nhà con đông quá, cái hũ gạo thì không có lon nào, còn công an quá đông, quân đội thì quá đông, không có tiền phát thì anh nghĩ làm sao? Hả? Thì giờ thấy cướp chưa? Giờ quá trời cướp Việt Nam, vô lý lắm. Chuyện chút xíu thì cũng cướp nữa. Có cái mạng người không ra gì. Bữa giờ Kiệt cũng không muốn lên clip nhiều nữa. Mấy năm trước Kiệt còn khuyên mọi người ăn chay, rồi ngồi thiền, đọc kinh. Bây giờ lên nói mấy này họ nghe họ phát chán. Tao đang đói mà Kiệt, mày cứ nói chuyện gì đâu không à, tao nghe không có nổi. Cho nên bữa giờ ngừng, không lên clip nữa. Chỉ chờ thôi, gắng chờ đi con. Kiệt cũng đang ngồi chờ đó. Cả thế giới trông ngóng tin tức của Kiệt từ thiên đình, tại Kiệt là người truyền tin cho thiên đình, phải không? Gọi là messenger, chữ gì ta? Messenger. Nhưng mà nó có chữ gì đó. Ở mỗi một cái thời thế chiến có một người là truyền tin cho thượng đế, đúng không? Thì Kiệt được lãnh nhiệm vụ là người truyền tin cho thời đại này, là messenger. Rồi cái mà mình biết được chuyện trời, chuyện đất, chuyện địa ngục, chuyện thế gian, chuyện dưới nước. Tại dưới nước là có cái ông già vợ là ông Long Dương. Rồi cái mình á thì mình sắp thấy nước Việt khổ, mình cũng buồn gầu, mà không biết ngày nào, tối ngày cứ ngồi vuốt gâu, cái gâu cũng mọc nữa. Nên ngồi gốc cây, ngồi thiền là chắc ăn. Đã khi ngồi thiền á mình ở thấy bị không có làm gì á, cho nên mọi thứ nó hiền xuống, rau rụng bớt mọc. Cái trông về trên trời coi cha có cho tin tức gì không, tại cha cho nhỏ giọt à, cha không dám cho nhiều, tại cái miệng con này nhiều chuyện quá, lâu lâu chuyện gì cho nói thì cho nói, lâu lâu cái hỏi đức thầy mấy chuyện nào, sao đức thầy hứa với Hòa Hảo lâu năm quá rồi, tự gì con không có kêu họ tu, tự gì cái nghiệp là ta chúng ta xuống đây là để dìu dắt họ. Nhưng mà cái nghiệp của cái quả địa cầu này tạo ra đó, họ phải tự biết tu. Có nghĩa là Kiệt làm cho nhiều người quay đầu tu chừng nào thì Đức Phật Di Lặc xuất hiện lẹ chừng đó. Hiểu không? Cái định lý nó vậy, cái công thức, cái bài toán nó là vậy. Mà bây giờ đó, mình lên đây mình nói tôi đang thất nghiệp, tôi đang đói, mà anh cứ kêu tôi ở nhà ngồi thiền sao tôi ngồi nổi. Thì nghĩa là sao? Họ đi ngược lại. Bây giờ mới vừa mới bề trên đó, bây giờ họ không chịu tu thì cái ngày hội long qua càng lâu càng kéo dài, cái đó nó không có ấn định ngày giờ. Cái ngày giờ ấn định là cái nghiệp của chúng sanh của nước Việt, anh nên nhớ như vậy. Mà Kiệt đã nói rõ cái này rất là nhiều lần, tại cái chất trái đất mình nó đang kỉnh kỉnh nè, rồi ở trên á mình muốn làm cho cái màn trái đất này mà không còn xui xẻo, không còn trượt, cái màn vô minh mà biến mất á, là chỉ có mỗi người cầm cuốn kinh đọc. Cuốn kinh là giống như cây đuốc vậy á, rồi đốt cho nó cháy cái màn vô minh này thì trái đất nó sáng ra, thì lúc đó mình mới không còn bệnh tật chiến tranh, và lúc đó Đức Thầy sẽ xuất hiện. Đức Thầy là Phật Di Lặc hết nha. Mà bây giờ á, họ không có làm được thì mấy trên cũng lắc đầu luôn, cũng giống như một đống người chìm tàu lặn hụp ở dưới nước. Ở trên đây có nhóm người mặc áo cam kéo lên mà họ không có đưa tay kéo chìm, khổ thêm, nạn thêm. Chúng ta cần những người gian ác giống như cái lò rèn vậy, để luyện cái bản sắc của mình.
thành sắt thép bén phải không, chém những cái vọng tưởng, chém những cái vô mình bọc 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 để cho mình không có còn gọi là đi sai đường. Nếu con người của mình mà không có những thanh gươm vô hình đó, mình dễ làm sai lắm. Mà thời nay á, Phật tử gọi là Phật tử thích cà gù cà gật á, nhiều lắm, bị mấy ông thầy quốc danh đưa đi sai hết. Tại mấy ông có thời rồi, hồi xưa mà Ma Dương á, nó thời với Phật Thích Ca, thời nay nó mặc áo vàng, nó cạo tóc để mà đưa con cháu Phật Thích Ca đi phá cái đạo của ngài mà. Thì giờ nó nói sao làm vậy, công nhận nó anh hùng thiệt đó. Hôm nay có một cái đạo mới Thiên Tâm ra đời, nó phải có một cái lạ thì nó mới trị tuyệt gốc những cái bệnh kinh niên. Mà khi cái lạ ra đời thì những cái truyền thống, những cái số lượng đông á thì lại không có chấp nhận. Tại vì con người chúng ta thật sự mà nói nha, thua loài chim, thua nai thôi, tụi nó có cảnh giác, mình tới gần là biết chạy. Còn con người chúng ta nó cái ngã bự quá, lì quá. Đến bữa nào chuyện gì xảy ra ngày mai á, khám bác sĩ có một tờ giấy đưa á, kêu nó 3 tháng xong rồi đó, thì lúc đó mới biết, thì muộn rồi, không có đủ thời giờ để học bài thi.